Mẹ trận này là thằng này nó đi đam DOT mấy ông à. Mẹ. Thiệt luôn. Thiệt là đi đam DOT thắng luôn. Thiệt luôn hả? Rồi để tôi coi thử là đam DOT khống chế nha. Bên kia là tướng Nata nha. Rồi đi trước luôn. À, đi trước lấy lợi thế. Tatsumaki một tạt vô hết luôn, vô máu hết luôn. Đi trước lấy lợi thế luôn. Yamimen chết luôn. Ôm G4 luôn mà. Ôm vét 20 triệu luôn. Bóc. Sao thua được hay dữ trời. Rồi đây rồi mày ác chủ bài đây rồi mấy ông à. Rồi biết sao thua rồi, đây rồi ác chủ bài đây mấy ông à. Rồi 4 con. Trời ơi, trời ơi mấy ông coi nó trốn kìa. Trời, nó trốn ngay 4 con chủ lực luôn. Trời ơi má, nó trốn một phát, nó trốn một Shiryu, nó trốn con ấy, nó trốn Yamimen, nó trốn luôn 4 chủ lực luôn, nó trốn 4 chủ lực luôn. Rồi má nó hay. Rồi G4 giải đường con rồi đó, G4 giải đường con Shiryu rồi đó. G4 giải được con giải rồi đó, vô trời trốn 4 du lịch luôn, mẹ hay vậy. Rồi mẹ trốn đỉnh với cướp mấy không, mẹ trốn thì đỡ ai cho nổi, chưa. Rồi coi thử con Siri này sao, Siri coi thử Siri, dân lý Siri đáng phải chết hết à, dân lý Siri đáng phải chết hết thiệt luôn. Rồi Yamimen nằm tiếp. Tại sao nó có thể thắng được? Sao? Một mình con Siri đáng hết luôn à. Ôi! Trời, chân liên mình siêu đá hết luôn à. Thiệt luôn. Ủa? Trời đủ mình siêu đá hết luôn kìa. Trời má chơi game gì trời. Trời đủ. Ôi mẹ nghiệm nhái. Ôi đủ ao gần 20 triệu được chiến luôn, thua nhảm phải cứ kêu độ nghiệm nhái. Đủ nghiệm nhái phải cứ với không à. Đấy, game đủ game đúng nhái phải không à. Game nhái rồi, để coi trận tiếp theo luôn. Đúng không? Trận cung này luôn, ok, coi trận này với anh em. Một bên là sẽ là combo G4 với Tatsumaki, hai bên đều là chơi combo G4 Tatsumaki. Đấy. Nhưng mà bên kia có Shiryu. Game nhái thì cứ thề. Thôi một tạt chết luôn một con luôn, chết luôn con G4 luôn. Zombie nằm luôn rồi, Shiryu và những người bạn à. Lại câu chuyện một mình con Shiryu nó căng hết mấy ông à. Rồi má lại câu chuyện một mình Shiryu nó kiếm hết mấy ông à. Hello em. Má. Trời ơi là trời, má chơi game công bằng chút đi trời, chơi game mình có thể mình công bằng với nhau một chút được không? Má game thiệt chứ. Chơi game gì trời. Biết tạo tướng không vậy? Shiryu và những người bạn à. Rồi trận này thì nó cầm skin nó quýnh còn win mấy ông à. Trời má mấy phân khúc này. Trận này thằng này nó cầm skin nó quýnh còn win. Thằng này nó cầm con Shikin với con MK nó quýnh con Win kìa mấy ông. Thằng này nó cầm con Shikin nó quýnh bên đây G4 Boros Tatsumaki mà nó quýnh con Win. Mấy ông coi nè, nó cầm con Shikin nó quýnh con Win. Trời ơi trời. Nó cầm combo Shikin tăng top, nó cầm tướng combo Shikin tăng top MK đó mấy ông coi, mấy ông coi tăng top còn chơi được luôn á mấy ông thấy không? Nè đó, nó còn chơi con tăng top luôn nè. Trời ơi, mày chưa gì combo của con MK nó bắn hết luôn, đéo quá dễ trốn á. Trời ơi, Việt Nam mình mà đủ cô nào chả chê mấy ông, đủ cộng đồng quanh bên men vờ Việt Nam mình đủ cô nào ra cũng chê hết á. Chỉ có con má nói hơi bậy quá mẹ. thôi hên là rút lại lời kịp. Chỉ có con đó là mấy em không chơi với mẹ, con người ra nó không chở chê. Tatsumaki ra cũng chê, Sonic ra cũng chê, mẹ G4 ra cũng chê, Sủi ra cũng chê, chạy cũng chê. Cuộc đời của mấy ông mà chỉ có con Kabuto thôi. Wow, mẹ meta hay vậy thì chứ. BK coi mấy ông khúc sau BK ảo mà ảo ma thì chứ mấy ông khúc sau BK hay mấy anh em à. Để coi cái phân đoạn sau á. Rồi mẹ cùng xài con mực luôn. Con mực tăng top Shiryu. Rồi tăng top bên đây là gì đây? Bên đây là còn chày. Rồi mẹ bên đây tướng meta mà thua à. Bên đây bao nhiêu triệu được chiến vậy? 86 à, ao được chiến con Shiryu nó ao được chiến quá. À mấy thằng để Shikin là mấy thằng nguy hiểm lắm. Wow, mẹ combo Shikin với Tết mà còn coi đi cây Shiryu. Wow, mẹ bên đây coi đi cây à. Bên đây gì đây? Rồi bên đây chậu bên đây cũng không sủi không win luôn. Rồi mấy tụi là nhân tố bí ẩn không à. Ôi má hôm nay sao mà mẹ hôm nay toàn mấy trận hay không người ta. Hôm nay sao toàn mấy trận hay không người ta. Rồi bên đây cũng bên nè. Nè mấy ông coi nha. Bên đây có Tatsumaki nha, có Shikin nha, có Sủi nha, có Điên Bóng nha. Bên đây điếu cái con mẹ. bên đây còn có con xương rồng, con Sonic, con Tatsumaki, con Tù Nhân ơi độ quá. Rồi bên đây có coi thử cái Điên Bóng nó có cường hóa không? Hai bên đều Điên Bóng và quách kênh 1 luôn. Ôi má một bên coi DK, bên coi Boros mà bên đây có Shiryu thì coi thử Shiryu rắn nổi hay không. Rồi con đi cây chết. Ồ vẫn lướt đường cái mấy ông à. Bên game này không có chuyên mục cân bằng tướng ha. Cái giống như Liên Minh Điện Thoại hoặc là mấy game khác ấy, tướng nào mạnh quá cân bằng lại bớt tí. Ủa sao con Shikin nó không chuyên kích ta? Tôi quýnh nãy giờ tôi thấy tại sao con Shikin nó không chuyên kích ta? Who you cut? He is it. The following grows, they know. Con sủi đá không vô đam. Đó, mở cho mấy anh em coi BK phân khúc tầm trung nó sẽ như thế nào. Rồi con sủi lại bị ôm. Hiêu pha với sủi thường à, hiêu pha với sủi thường server Việt Nam mình có được chơi điếu đâu, server Việt Nam mình hiêu pha với sủi mẹ vô chợ ưu đãi được chơi đâu. Mẹ tôi thiệt vui mấy ông luôn, mẹ con sủi mà nó cho quay bằng giấy đen rồi mẹ tôi cũng lấy con sủi đi chơi, mẹ con sủi mạnh tới gứt. Sủi chơi trong con bơm khỏe vãi rồi. Cái combo tù nhân vô hí này vẫn khó chịu. Tù nhân vô hí này nó vẫn là một cái thứ gì đó mày khó chịu khi đi PVP ở phân khúc tầm trung đấy không. Rồi ok.